Liverpool và Man City đã có trận hòa một đều đầy màu sắc tại Anfield, trong cuộc đối đầu có lẽ là cuối cùng giữa Jurgen Klopp và Pep Guardiola ở Premier League. John Stones đưa Man City vượt lên dẫn trước sau một pha dàn xếp cực hay từ chấm phạt góc, với đường truyền về tầm thấp ở cột gần của Kevin De Bruyne, pha block người khôn ngoan của Nathan Ake và tình huống di chuyển không bóng thông minh, dứt điểm gọn gàng của thanh niên dồn đá. Alexis Mac Allister gỡ hòa một đều cho Liverpool đầu hiệp 2 từ chấm 11m khi đội chủ nhà được hưởng phạt đền từ tình huống chuyền về bất cẩn của Ake khiến thủ thành Ederson buộc phải phạm lỗi với Darwin Núñez. Nếu sắm vai người hâm mộ bóng đá trung lập thì cảm giác trùng có lẽ là Liverpool đã đánh mất 2 điểm và Man City đã may mắn có được 1 điểm, đặc biệt là khi chúng ta chứng kiến cách mà đội bóng áo đỏ dồn ép Man City, Pep trong hiệp 2. Ngay cả rất nhiều fan City cũng thừa nhận rằng một kết quả hòa tại Anfield là tốt cho Pep tiếp. Vậy quan điểm của huấn luyện viên Pep Guardiola về trận chiến này như thế nào? Hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, like mạnh các sản phẩm thuộc hệ thống Man City Homies để cùng chúng tôi đến với những phát biểu của Boss trong cuộc họp báo sau trận đấu này nhé. Nhận xét về diễn biến kết quả trận đại chiến tại Anfield, Pep Guardiola nói như thế này: trước bàn gỡ hòa một đều của Liverpool, chúng tôi đã có những cơ hội trong hiệp 1 để có thể gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau khi Mark Allister ghi bàn là thực sự khó khăn, vô cùng khó khăn. Phải thừa nhận, Mark và Endo đã chơi một trận tuyệt vời. Nhịp điệu của họ, các đường truyền của họ, khả năng kiểm soát và đưa trái bóng lên phía trước của họ thực sự xuất sắc. Việc để thùng lưới ngay đầu hiệp 2 đúng là rất tai hại, vì đây là Anfield mà. Khi tinh thần của Liverpool lên cao, cộng hưởng với bầu không khí khó tin tại Anfield, đội bóng của Klopp có thể tạo ra những cơn sóng thần nhấn chìm bạn. Điều đó đã diễn ra trong khoảng 15 đến 20 phút sau khi họ có được bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, chúng tôi đã sống sót thành công trước cơn sóng thần ấy. Dù phải thừa nhận rằng có những thời điểm toàn đội không thể giữ được bóng vì khả năng dồn ép rất mạnh của họ. Với tôi, Liverpool là đội giỏi nhất ở khả năng gây áp lực tầm cao. Việc đưa vào sân Marta Kovacic chính là để giúp đội lấy lại nhịp điệu và chất lượng kiểm soát bóng. Và các bạn có thể thấy Marta đã làm tốt công việc của mình đến như thế nào. Điều quan trọng là City không bao giờ bỏ cuộc. Với Marta, John, Rodri và Finn ở trung tâm, chúng tôi đã lấy lại thế trận ở nửa sau hiệp 2 và đã có được những cơ hội ghi bàn. Pep cũng khẳng định những trận đấu và những cuộc đấu giữa Man City và Liverpool đang nâng cao tiêu chuẩn của bóng đá nước Anh. Đồng thời, Boss cũng hoàn toàn lạc quan về cơ hội vô địch Premier League mùa này. Rất rõ ràng, đây là một trận đấu cho thấy chúng tôi và Liverpool đã xác lập nên những tiêu chuẩn cao đến như thế nào. Liverpool là đối thủ lớn nhất của City. Tôi đã luôn nói như thế trong các năm qua và hiện tại điều đó vẫn đúng. Họ có lúc thẳng, lúc trầm. Có thể họ từng trải qua một mùa giải không được như ý như mùa trước, nhưng họ vẫn luôn ở đó với tư cách là thách thức lớn nhất đối với chúng tôi trên hành trình chinh phục đỉnh cao Premier League. Hôm nay tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn những gì chúng tôi và đội bóng của Jurgen Klopp đã làm trong nhiều năm qua thực sự tuyệt vời đến nhường nào. Nếu các bạn dành cho Liverpool Klopp sự ngưỡng mộ thì City cũng hoàn toàn xứng đáng vì mọi sự thừa nhận cao nhất bởi tất cả những gì chúng tôi đã làm được. Một điểm tại Anfield với tôi là một kết quả tốt. Đây là Anfield cơ mà. City không thắng là điều bình thường như cơn đường hộp sữa thôi. Có gì mà ầm ĩ lên. Cũng như việc Liverpool Klopp chưa bao giờ thắng tại Etihad trong khuôn khổ Premier League kể từ khi tôi là huấn luyện viên Man City vậy. Bạn có thể thấy cuộc đua vô địch Premier League mùa này hấp dẫn và xích sao đến nhường nào. Arsenal hay nhất của năm ngoái đang trở lại. Liverpool siêu hạng cũng đang trong cuộc đùa và tất nhiên cả chúng tôi nữa. Vẫn còn 10 trận đấu phía trước tương đương với 30 điểm có thể giành được. Cách biệt giữa City với Arsenal và Liverpool cũng chỉ là một điểm. Đó mới là điều quan trọng nhất. Về thái độ phản ứng gay gắt của Kevin De Bruyne sau khi bị rút ra khỏi sân ở phút 69, Boss cho hay: chuyện có gì đâu nhỉ? Thậm chí tôi còn cảm thấy khoái chí khi nhìn Kevin phản ứng như vậy. Phải khát khao mạnh mẽ đến như thế nào mới tỏ ra cáu giận như thế khi bị thay ra chứ? Tất nhiên, tôi đưa ra quyết định thay người là vì tôi biết chúng tôi đang thiếu điều gì và cần phải làm gì để giải quyết nó. Chúng tôi không giữ được bóng và vì thế cần có sự điều chỉnh. Anfield có phải là nơi dễ đá đâu. Trong hiệp 1, Kevin đã thể hiện tuyệt vời, tham gia vào rất nhiều tình huống chuyển đổi chất lượng, tạo ra dấu ấn quan trọng ở các quả đá phạt góc và những pha dứt điểm từ sau. Nhưng từ nửa sau hiệp 1, đặc biệt là kể từ khi Liverpool có bàn thắng gỡ hòa, thế trận đã không còn nắm trong tầm tay chúng tôi nữa. Tôi cần phải thử một điều gì đó để thay đổi, để City có thể lấy lại sự kiểm soát. Với Kevin, Bernardo và John,
City gặp vấn đề lớn trong việc kiểm soát bóng trước áp lực của Liverpool. Sau đó, khi Martial vào sân, chúng tôi đã tái lập lại thế trận. Nếu Kevin buồn, Kevin giận thì tốt quá. Kevin quá quan trọng với City, chúng tôi cần cậu ấy và tôi tin Kevin sẽ biến cái buồn, cái giận ấy thành hành động cho những trận đấu tiếp theo của đội. Những thống kê chuyên môn và diễn biến trận đấu cho thấy Boss thực sự đã đúng khi quyết định thay Kevin De Bruyne. Trong hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng của City chưa đầy 47%. Chúng ta chỉ hoàn thành tổng cộng 220 đường chuyền, ít thứ hai so với bất kỳ 45 phút đầu nào mùa này, trừ trận thua Aston Villa vào tháng 12, 214 đường chuyền. Tính từ đầu hiệp 2 cho đến phút 65, tỷ lệ chuyền chính xác của Pep Team chỉ là 65%, một thống kê thấp chưa từng có, cho thấy chúng ta đã đánh mất khả năng kiểm soát trước cơn sóng thần Liverpool. Sự xuất hiện của Kovacic từ phút 69, thế chỗ Kevin De Bruyne thực sự đã tạo ra tác động quan trọng giúp City kiểm soát tốt hơn. Hơn 2 phút hiện diện trên sân, Kovacic thực hiện 29 đường chuyền, 27 chính xác và tỷ lệ giữ bóng của City sau khi có Kovacic là hơn 63%. Về cuộc đối đầu có thể là cuối cùng của Klopp ở Premier League, Pep nói: "Chúng tôi không cần một cái ôm để thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau. Anh ấy chiến đấu vì câu lạc bộ của mình. Tôi làm tất cả mọi thứ vì City. Lịch sử đối đầu của chúng tôi đủ để nói lên cảm nhận của mỗi người dành cho đối phương. Như tôi đã nói trước trận đấu này, Klopp là đối thủ lớn nhất mà tôi, may mắn thầy, đã có được trong đời. Klopp và Pep là hai trong số những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử giải đấu và sự kinh địch mang tính biểu tượng của họ đã định hình nên kỷ nguyên hiện đại Premier League. Hãy nhìn vào bảng thống kê về tổng điểm cao nhất mùa giải mà một câu lạc bộ Premier League có thể đạt tới để thấy City Pep, Liverpool Klopp đã tạo ra tiêu chuẩn cao vời vợi đến như thế nào. Nếu trận chiến tại Anfield đêm qua là lần cuối cùng chúng ta thấy Pep và Klopp đối đầu ở Premier League, thì tất cả những gì có thể làm vào lúc này chính là lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cảm ơn Jurgen Klopp, cảm ơn Pep Guardiola, cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của chúng tôi.